Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ đang nằm ngay sát giải mưa rông phía Bắc nên ban ngày thời tiết sẽ chưa có nhiều chuyển biến đáng kể. Mưa rông được dự báo tập trung tại các tỉnh vùng núi phía Bắc vào lúc sáng và chiều tối. Trong khi đó, các khu vực còn lại bao gồm các tỉnh thuộc Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ ít mưa, trưa chiều trời oi và nóng với nhiệt độ dao động từ 33 cho tới 35 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, rãnh mây rông được dự báo sẽ được đẩy dịch xuống phía nam, đi ngang qua khu vực Bắc Bộ và thời tiết sẽ có nhiều chuyển biến với mưa rào và rông xuất hiện trên diện rộng trên khu vực. Trong quân rông cần đề phòng khả năng có tố lốc, gió giật mạnh và đặc biệt là bà con vùng núi cần hết sức đề phòng khả năng có lũ quét khi bắt đầu xảy ra mưa rông mạnh. Phan biển miền Trung có nắng nóng trên diện rộng hầu khắp các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho tới tận Phú Yên và có cả Ninh Thuận sẽ có nhiệt độ trưa chiều nay lên đến mức là từ 35 cho tới 37 độ. Vùng nóng hơn sẽ là các tỉnh từ Quảng Bình cho tới tận Phú Yên với nhiều nơi sắp xỉ nhiệt độ từ 36 cho tới 37 độ. Và nhiệt độ này sẽ còn được tăng thêm từ 2 đến 3 độ khi lưu thông ngoài trời. Do vậy ngày hôm nay khi tham gia giao thông, trên quý vị và các bạn nhớ mang theo các vật dụng che nắng, kính mát để đảm bảo bảo vệ tốt sức khỏe của mình đêm nay thì miền trung tiếp tục ít mưa trời oi và nóng tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai thì nắng nóng trên khu vực sẽ có xu hướng suy giảm dần xuống đến khu vực tây nguyên và nam bộ dự báo trong ngày hôm nay thời tiết sẽ thuận lợi hơn từ sáng đến trưa sau đó đến khoảng chiều tối những đám mây rông sẽ hình thành và cho mưa rào trên khu vực tập trung chủ yếu tại nam tây nguyên các tỉnh miền đông và ven biển miền tây nam bộ người dân cũng cần đề phòng khả năng có sấm chớp và gió giật mạnh trong cơn rông cản trở đến hoạt động lưu thông trong thời điểm này Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết trên các đô thị lớn. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong xu thế thời tiết chung của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nên dự báo thời tiết trong ngày làm việc đầu tuần tại thủ đô khá là thuận lợi. Trời không mưa, có nắng, tuy nhiên nền nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng mức cao, sấp xỉ là 35 độ. Tuy nhiên bắt đầu từ đêm nay thì thời tiết sẽ có nhiều chuyển biến tại khu vực Hà Nội với một đợt mưa sông mới sẽ xuất hiện trở lại. Quý vị và các bạn nên lưu ý đảm bảo sức khỏe cho mình trước những biến đổi của thời tiết. Thành phố Hải Phòng, thời tiết cũng khá thuận lợi cho cả khu vực nội đô và vùng ven biển. Trời hầu như không có mưa, gió thổi nhẹ cùng với nền nhiệt độ ở mức vừa phải. Cao nhất giảm nhẹ hơn thủ đô Hà Nội ở khoảng là từ 33 cho tới 34 độ nên cảm giác dễ chịu hơn đôi chút. Tuy nhiên, bà con tại các huyện ven biển như là Đồ Sơn, Cát Bà và đặc biệt là tại các huyện đảo như Hòn Dấu và Bạch Long Vĩ nên lưu ý là từ ngày mai, Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông mạnh nên tàu thuyền của bà con nên hạn chế lưu thông trong khu vực này để đảm bảo an toàn thuộc ven biển các tỉnh Trung Trung Bộ thì thành phố Đà Nẵng không chịu sự chi phối của hệ thống thời tiết đặc biệt nào nên trời phổ biến ít mưa, ngày nắng thuận lợi cho các hoạt động giao thông đi lại của người dân cũng như các công việc liên quan đến khởi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố. Chỉ lưu ý do nóng và nắng nhiều trong ngày, sau khoảng từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều, nên quý vị và các bạn nên hạn chế làm việc nặng ngoài trời, đặc biệt là vào lúc giữa trưa và nên bổ sung nhiều nước và muối khoáng cho cơ thể. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại thành phố lên đến là từ 35 cho tới 36 độ. Về đêm thì giảm xuống còn mức là từ 26 cho tới 27 độ, kèm theo độ ẩm không khí trung bình dao động trong khoảng từ 65 cho tới 85%. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ khá thuận lợi trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều, mà hoạt động giao thông có thể diễn ra thuận lợi và cũng thích hợp cho các hoạt động hong phơi khô đồ đạc của người dân. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố tiếp tục ổn định từ 33 cho tới 34 độ. Sau đó đến khoảng chiều tối, nằm trong xu thế của nam bộ thì thành phố sẽ có mưa rào, tuy nhiên mưa rông trong ngày hôm nay được dự báo sẽ không nhiều nên khả năng ngập úng cũng hạn chế phần nào. Tuy nhiên, nếu có dự định di chuyển về phía Tây Bắc của thành phố, các tỉnh như Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai thì quý vị nên cảnh giác với khả năng có sấm chớp gió giật mạnh trong cơn rông, đặc biệt trong thời điểm tối muộn về đêm. Điểm dừng chân cuối cùng là thành phố Cần Thơ. Dự báo từ khoảng sáng đến trưa, thời tiết tại thành phố cũng khá thuận lợi cho các hoạt động của người dân trong ngày làm việc tuần đầu tuần. Sau đó thì thành phố nhiều mây hơn, mưa rào có khả năng xuất hiện. Tuy nhiên thì mưa có lượng không nhiều và kết thúc nhanh, chỉ khoảng 5 mm nên hầu như sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đêm nay thành phố không mưa, nhiệt độ hạ xuống từ 26 cho tới 27 độ, cùng độ ẩm không khí lúc này ở khoảng là 93%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình Cơ thật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.